Xin chào anh em, chào mừng em quay lại với kênh xe hai tinh dầu của em ạ. Lời tiên em chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Ví dụ này em giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Kia Soloto bản số tự động, bản đề lớn ạ. Vậy video này sẽ giới thiệu cho anh em về phần giá xe này, tổng bánh này, chương trình khuyến mại này và những tính năng option của chiếc xe Kia Soloto bản số tự động, bản đề lớn này đang có những gì em phép giới thiệu cho em một cách chi tiết cụ thể ạ. Còn nếu mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em Bởi vì kênh xe thì giờ của sẽ chuyên về giá xe, tổng bánh và các chương trình khuyến mại ạ à. Ok, sẽ xin phép được đi vào vấn đề chính luôn ạ à. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về phần giá xe Với giá miếc của chiếc xe này đang là 429 triệu ạ à. khi mà dụng các chương trình khuyến mại trong tháng 1 năm 2022 này thì năm máy nổi thì đang là 472 triệu ạ. À trả góp thì đang là 139 triệu Còn ở tỉnh thì đang là 450 triệu Trả góp thì đang là 117 triệu ạ Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 468 triệu Trả góp thì đang là 135 triệu ạ Còn em muốn được giá tốt hơn Hay là khuyến mại như nào Tặng phụ kiện là sao Chia tin bánh như nào Thì mới gọi điện cho em Hoặc nhắn tin zalo cho em Chắc chắn với em giá lúc đấy sẽ là tốt nhất trường nhầm nha Ok, tiếp theo giới thiệu cho em về những tính năng option của chiếc xe Kia Sonato Bản số tự động, bản đề lớn ạ Đầu tiên giới thiệu cho anh em về kích thước tổng thể ạ Kích thước tổng thể chiếc xe này dài đang là 4m30 Rộng là 1m70, còn cao là 1 460 ạ Còn chiều dài cơ sở dài đang là 2m570 ạ Còn khoảng sáng cầm xe đang là 15cm anh em nhá Chiếc xe này rất là dài, rộng và cao đấy ạ Đó, còn đây giới thiệu cho em về phần đầu xe này và đầu xe của chiếc xe Kia Soloto này nó được thiết kế thì rất là sang trọng nha Đặc biệt đó chính là phần mặt lưới ca lăng Mặt lưới ca lăng của nó thì thiết kế ngôn ngữ của dòng xe Kia Đó chính là sự thiết kế rất là thể thao, mạnh mẽ và sang trọng anh em nha Còn đây giới thiệu cho em về phần uh, cụm đèn này Cụm đèn của chiếc xe Kia Cerato bản d uh, Deluxe, bản số tự động này Thì nó sử dụng đó chính là đèn halogen em nha Đèn halogen cho cả đèn cốt đến đèn pha đấy ạ đó đây em quay, quay cho anh về chi tiết về về cụm đèn hơn đấy ạ Ê, cụm đèn này thì cùng cả phân khúc của hạng B thì em đánh giá đây là chiếc xe này khá là đơn giản nhất nhưng mà giá tiền của nó rất là hợp lý anh em nhá còn đây giới thiệu cho em về phần đèn gầm này. đèn gầm nó sử dụng là đèn đèn đèn, đèn halogen anh em nhá đó còn đây giới thiệu cho em về phần sườn xe này phần sườn xe của chiếc xe Kia Sorento thì cũng được dập nổi rất là nhiều giúp cho chiếc xe sẽ được cứng cáp hơn chắc chắn hơn thể thao hơn và nhìn rất là chắc chắn anh em ạ. Còn đây tiếp theo giới thiệu cho em về phần uh, bánh xe này. Bánh xe của nó sẽ là vành đúc hợp kim nhôm. Uh, vành của nó vành 14 anh em nhá, vành 14 inch đi ạ. Đấy, phanh trước của nó sẽ là phanh đĩa, phanh sau sẽ là phanh tăng trống anh em nhá. còn đây giới thiệu cho em về phần uh, gương chiếu hậu này. Gương chiếu hậu của nó sẽ là cùng màu thân xe, tích hợp trên đấy sẽ là có xi nha trên gương, nó sẽ có chỉnh điện nhá. Nó sẽ không có gặp điện đâu ạ, nó sẽ gặp bằng cơ ạ. Còn đây giới thiệu cho em về tay nắm cửa này tay lắm cửa sẽ là mạ chrome cho cả bốn cánh cửa nhá, cho cả bốn bốn cánh cửa đi ạ có đây giới thiệu cho em về phần uh, trần xe này. phần trần xe của nó thì sẽ là trần phẳng nhá, sẽ không có cửa sổ trời đâu ạ trần xe chiếc xe này nó sẽ là anten nó là anten dạng cột nhá, rất là tiếc nó sử dụng anten dạng cột đấy ạ theo em thì anten với cá thì sẽ sang trọng hơn rất nhiều ạ có đây giới thiệu cho em về phần đuôi xe phần đuôi xe của chiếc xe soloto bản đề lớn này thì cũng được dầm lỗ rất là nhiều giúp cho chiếc xe rất được cứng cáp hơn chắc chắn hơn và nhìn rất là thể thao và sang trọng ạ đó còn đây giới thiệu cho em về phần côm đèn này côm đèn của chiếc xe Soluto bản đế lớt này nó chạy từ phần sườn xe đến phần đuôi xe và thiết kế nó là sử dụng là đèn là đèn halogen này nhá về phần đuôi xe thì nó sẽ có cảm biến lùi bốn uh, mắt anh em nhá và sẽ có cả camera lùi em nhá ok giờ em sâu bên trong nội thất để em giới thiệu cho em về nội thất của chiếc xe Kia Soloto ạ đây nội thất của bên trong nội thất của nói ra là nội thất màu be kết hợp với cả màu đen tạo ra không gian nội thất rất là rộng rãi sang trọng và nhìn rất là lịnh lãm anh em nhá à, anh em thấy thế nào em đánh giá phần nội thất này thì rất là rất là bắt mắt ạ còn uh, chất liệu ghế thì chiếc xe này sử dụng là ghế da anh em nhé ghế da đấy ạ đó anh em thấy nào rất là tuyệt vời đúng không ạ đây chi, chi tiết cho anh em này ghế của chiếc xe này nó là ghế da anh em nhé sờ thì rất mềm mại ạ Và ghế được sẽ là ghế chỉnh cơ anh em nhé ok tiếp theo giới thiệu cho em về phần vô lăng này vô lăng của nó sẽ là vô lăng ba chấu ạ Bourg Ba chấu nhá, được bọc da nhá. Nó sẽ trên đời rất là tích hợp là đàm thoại dành tay này, điều chỉnh âm lượng này. Bàn này thì sẽ không có cruise control bên cạnh này đâu nhá. Đó. Tiếp theo giới thiệu cho em về bên cánh cửa này. Bên cánh cửa nó sẽ là bánh cánh cửa nó màu be và cái màu đen ạ. Còn đây là các cái nút điều chỉnh thì bên phía bên này nhá. gồm có là điều chỉnh bốn mặt gương này. Đấy, nó sẽ không có cục gương em nhá. Còn đây giới thiệu cho em về chi tiết về bên trong này. Đó là nhà chìa khóa thì nó là chìa khóa cơ nhưng không phải chìa khóa thông minh đâu ạ. Còn đây giới thiệu cho em về bản hồ táp lô này. Bản hồ táp lô của chiếc xe Kia Sorento này thì em đánh giá nó thì cũng khá là cơ bản thôi. Đó chính là vòng tua động cơ này, công tơ mét này, và đèn các đèn màu đỏ và màu vàng, đó chính là đèn cảnh báo anh em nhé Và có màn hình hiển thị đa thông tin, khá là cơ bản nhưng mà đầy đủ các thông tin về tình trạng về chiếc xe này đấy ạ. Để cho anh em nắm mắt về cái tình trạng chiếc xe mình như thế nào ạ. Còn đây giới thiệu cho em về cần điều chỉnh ánh sáng nó không có chế độ auto nhé Cần gạt mưa cũng như vậy, nó cũng không có chế độ auto tự động gạt mưa hay là tự động bật sáng ạ. Còn đây giới thiệu cho em về phần màn hình giải trí này. Màn hình của nó sẽ màn hình cảm ứng 6,5 inch có kết nối AUX, USB, Bluetooth định vị chỉ đường cho anh em nhá. Đó. Còn đây giới thiệu cho em về hệ thống điều hòa này. Điều hòa chiếc xe này thế này điều hòa cơ chỉnh tay em nhá. Nó không phải là điều hòa tự động đâu ạ. Còn tiếp theo sẽ giới thiệu cho em về phần phía dưới này nữa. Đó chính là cái hộp số Hộp số chiếc xe này nó sử dụng là hộp số tự động 4 cấp anh em nha Hộp số tự động 4 cấp đấy ạ Không là 0.6 cấp đâu ạ Phanh tay nó là phanh cơ ạ Còn đây là tựa tay trung tâm này Chiếc xe này thì tựa tay trung tâm thì nó nó khá là nhỏ đấy ạ Và có thể di chuyển được ạ Có đây giới thiệu cho em về phần đèn chân này đây. Đèn chân của chiếc xe này thì nó có chế độ cơ bản thôi nó chính là mở cửa thì sáng hoặc luôn luôn sáng đấy. Ok, giờ đã sang bên hàng ghế thứ hai Thì giới thiệu cho em về hàng ghế thứ hai em nha đây em giới thiệu cho em về hàng ghế thứ hai này. Hàng ghế thứ hai của nó sẽ là giống như hàng ghế đầu tiên, nó sẽ màu be kết hợp màu đen, tạo không gian bên trong rất là rất là rộng rãi anh em nhá. Rất là rộng rãi đấy ạ. Ghế thì được bọc da. Đó. Ok, giờ đây em đi sâu vào bên trong để em giới thiệu cho em về chi tiết hơn ạ. Đầu tiên em thì cao 1m80 em em nhá. Cả 1m80. Anh em kiểm tra đồ về độ rộng rãi này, em vẫn còn thừa lên khoảng nửa cánh tay anh em nhá. Để chân thì rất là thoải mái ạ. Hàng ghế thứ hai thì nó sẽ không có cửa gió cho hàng ghế thứ hai đâu. Có đây giới thiệu cho em về phần tổng quan về hàng ghế đầu tiên. Tổng quan cho em về hàng ghế đầu tiên của chiếc xe Kia Soloto thuộc phân khúc hạng B này thì hạng B như giá thì giá rẻ anh em nhá. Sự thiết kế đối với chiếc xe như này thì em đánh giá rất là tuyệt vời rồi. Sự thiết kế nó rất là tiện nghi cho anh em. Rất tiện nghi và sự thiết kế nó rất hài hòa. Ok, giờ em sang phần động cơ để giới thiệu cho em về động cơ ạ. Đây giới thiệu cho em về động cơ của chiếc xe Kia Soloto bản Deluxe, bản số tự động bản Deluxe ạ. Với uh, nó sử dụng động cơ là động cơ 1.4 Kappa anh em nhá. Với công suất cực đại nó đang là 94 mã lực trên cho 6.000 vòng trên phút ạ. Còn mô men xoắn cực đại nó đang là 132 Nm trên cho 4.000 vòng trên phút anh em nhá. Chiếc xe như thế vậy này em đánh giá thì nó khá là khỏe rồi đấy ạ. Còn đây giới thiệu cho em về chi tiết về bên bên trong này. Đầu tiên đó chính là phần đây là lức rửa kính anh em nhá. Đây lức rửa kính ạ. Đó. Có nên động cơ, động cơ 4 xi lanh thẳng hàng anh em ạ. Cổ hút được để lên rất là cao rồi quy sử dụng nó thì AQI khô nhá còn đây là dầu phanh ạ Ok, rồi sang phần tổng thể giới thiệu cho em về tổng thể những cũng như là những tính năng an toàn ạ Em xin phép giới thiệu cho em ạ Đây giới thiệu cho em về tổng thể như về kích thước tổng thể như đầu video thì em đã giới thiệu cho em rồi Tiếp theo là những tính năng an toàn của chiếc xe Kia Soto này thì có những tính năng an toàn như sau Đó chính là có hệ thống phanh ABS em nhá Hệ thống cân bằng điện tử xe thì chiếc xe này sẽ không có đâu ạ Nó chỉ bản Luxury thì sẽ có thôi ạ Hệ thống uh, phân bố được phanh điện tử EBD thì cho tất cả phiên bản đều có ấy, em nhá. Hệ thống dây đai an toàn thì cho tất cả phiên bản đều có ạ. Túi khí thì bản này sẽ có hai túi khí anh em nhá. Chốt cửa tự động thì cũng sẽ có này. À, khóa cửa điều khiển từ xa, chiếc xe này cũng sẽ có điều khoản điều khiển từ xa anh em nhá. Cảm biến uh, lùi xe này, camera lùi thì uh, bản này cũng sẽ có cam lùi em nhá. Cảm biến lùi thì ạ. Về phần màu sắc thì chiếc xe này sẽ có rất nhiều màu sắc cho em lựa chọn đấy ạ. Về nó tổng có 6 màu cho em lựa chọn nha. Như màu đen như mình đang xem đây ạ màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu trắng và màu bạc ạ. À. Đó. Ok, vậy thì video này em đã giới thiệu cho em về phần giá xe này, tổng lăn bánh này và các chương trình khuyến mại và những tính năng option của chiếc xe Kia soluto bản Deluxe, bản số tự động rất là chi tiết cụ thể rồi. Vậy thì video này em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Anh em có thấy hay thì bấm like và đăng ký kênh của em nhé. Để em sẽ cập nhật về giá xe cho toàn bộ các dòng xe của Kia cũng như các hãng xe khác nhau ạ, à, như là Hyundai, Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Nissan, Ford Toyota hay rất nhiều hãng xe trên thị trường Việt Nam để cho sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Còn anh em mà muốn được review xe, cập nhật giá xe bất kỳ dòng xe nào trên thị trường Việt Nam thì anh em hãy comment phía dưới cho em nhá để em sẽ lên cho em một cách chi tiết cụ thể cho em ạ. Còn anh em mà chưa đăng ký kênh em thì anh em mới đăng ký kênh anh em nhá bởi vì kênh xe bây giờ của em sẽ chuyên về giá xe, tổng lăn bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok, em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Chúc em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem video này của em ạ.